các dàn DB đang đánh, các nhà dàn đánh ở trên kia xong, giờ tối bắt đầu chuyển sang là chơi đèn. Kia đèn bềm này. Tối ít người nhưng mà ánh sáng ở trên sân khấu nhìn rất là đẹp. Ta lượn một vòng ở buổi tối ấy. Nhiều em đẹp lắm. Ta ở Ca Lai này. Ca Lai buổi tối này. SKV nhìn thương hiệu Oz kia đẹp phết đấy. Tại là 8 giờ rồi nhưng mà chưa thấy chương trình tổ chức là bắt đầu tiếp tục của việc chạy đèn này. HZ Hà Thành là chút nhôm. Về cao tít. Cái tủ đấy là tủ để loa. Ban tổ chức chúng tôi xin kính mời tất cả mọi người chúng ta tập trung vào chữ chiếc cột để cùng kéo với sân khấu lên, kéo dạp lên để chúng ta chuẩn bị cho chương trình biểu diễn ánh sáng. SBT họ hỗ trợ cho chương trình. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và tiếp tục chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiến tới sân khấu chính để chúng ta cùng chương trình để vô ánh sáng. Bạn nhìn bắt đầu vào chương trình rồi. Đông, đây là toàn hầu như toàn dân ở xung quanh họ đến họ xem. Đây các anh đang nâng cái nhà dạp này lên để cho ánh sáng ở trên một cái con cột kia. Đó. Đây này. Đấy. Ánh sáng như này nữa. Đây. Bên này là đội ngũ kỹ thuật. Đó, đội ngũ kỹ thuật này. Rồi. Sân khấu của STT. Cũng ra gì đấy các bạn ạ. Ta là Giang Sơn. Hai người chỗ này yên lại anh nhé. QNS Lighting. Bây giờ có PSD này. Bây giờ có Nguyễn Dượng Vương. SKV xin được dọc trả đón quý vị. Rất đông. Ồ, đến dân họ bắt đầu ăn uống xong rồi họ đi chơi. SKV nồng nhiệt chào đón quý vị đã đến gian hàng. Đâu nhỉ? Không biết là nói ở đâu. Ừ.
Tấm thân ánh sáng sân khấu, sản phẩm của mình thôi là chưa đủ, cần phải đi cùng với uy tín, chất lượng, tình yêu rõ ràng với sản phẩm và thương hiệu. Chúng tôi luôn ổn định và chủ trương, chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu. Không đơn thuần là sở thích cá nhân, tôi sự tận tâm và chân thành, từ những con người như vững và nhiệt huyết. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một công ty luôn đi đầu trong việc nghiên cứu phong cách và luôn nâng cấp chất lượng sản phẩm và bỏ sự nhàm chán với những sản phẩm cũ, tất cả vì sự tỏa sáng của bạn. Xin giới thiệu quý vị và các bạn công ty âm thanh ánh sáng.
vẫn thương nguyên từng trang Hà Nội. Ngàn năm về đây hồi ngộ, khi vánh trong hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời người gấm đó. Trường người lấy thân mình che chở
gọi tên.